Kính thưa quý vị, tất cả chúng ta ai cũng đều có cái bổn phận của mình. Như hôm trước đã thưa quý vị, rất là nhiều bổn phận, đúng không? Bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con, làm ông, làm bà. Và ở đây nó là bổn phận của người Phật tử tại gia. Và chúng ta là những người đệ tử của Phật, thì chúng ta phải biết cung kính Phật. Và cung kính Phật thì cung kính như thế nào? Qua những các cái hình thức tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tọa thiền và lễ Phật. Lễ Phật như thế nào cho nó có phước? Tụng kinh, trì chú, tọa thiền như thế nào cho nó có phước? Hoặc là ngay như ở nhà của mình cũng vậy, mình thờ cúng Phật như thế nào cho đúng. Cho nên quý vị cũng phải tìm hiểu. Chứ nhiều khi là mình không hiểu thì mình thờ cúng rồi mình đi lễ nhiều, nhưng mà cái công đức nó không được bao nhiêu. Thế thì thưa quý Phật tử, thì hôm nay thì thầy muốn chia sẻ đến quý vị cái đề tài đó để cho các Phật tử được nắm rõ hơn. Thế thì thưa quý Phật tử, khi mà Đức Thế Tôn ngài tu hành chứng đạo dưới cội cây Bồ Đề, và ngài đã bài pháp đầu tiên ngài giảng tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Lúc đó là Tam Bảo được hình thành, và từ đó trở đi thì trải qua 49 năm thuyết pháp theo lịch của Bắc Tông và 45 năm thuyết pháp theo lịch của Nam Tông. Thì Đức Phật đi khắp chu du hoàng hóa, hóa độ cho tất cả chúng sinh, từ vua quan cho đến thứ dân đều nhờ ân pháp nhũ của Phật mà được giác ngộ, được bỏ ác làm lành, được xóa bỏ những các giai cấp, xóa bỏ những các hận thù riêng tư của mỗi người. Cho nên quý vị biết rằng Đức Phật thể hiện ra đời là ngài đã đem lại cái lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh trong cái vũ trụ này, trong thế giới này rất là lớn. Cho nên chúng ta nhìn hình ảnh Đức Phật cách đây hơn 2.500 năm về trước, ngài là một vị Phật có thật xuất hiện ở đời. Ngài là một người có lịch sử, có sự thật, chứ không có phải là ở trong truyền thuyết như là các đạo khác chúng ta chỉ nghe trong truyền thuyết thôi. Còn đạo Phật là có thật. Ngài là một vị thái tử tên là Sĩ Đạt Ta Tất Đạt Đa, là con vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia. Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc mà ngài đi xuất gia tu hành chứng đắc thành quả vị Phật, mà thế giới tất cả mọi người đều tôn vinh ngài là Đức Phật. Thế thì các vị, Đức Phật là bậc đạo sư, ngài là một người chỉ đường cho tất cả chúng sinh. Cho nên là có đoạn ở trong kinh Đức Phật nói rằng là gì? Như Lai chỉ là người chỉ đường, mỗi người Phật tử chúng ta phải tự đi đến, không có ai đi thế cho ai được. Và các ngươi chính là người nương tựa cho chính mình, không có nên nương tựa cho, không có nên nhờ cái chỗ khác để mà nương tựa. Hay các ngươi hãy làm cái công việc của mình. Đức Như Lai chỉ là người chỉ cho con đường đó. Tức là Đức Phật dạy cho chúng ta, ngài xác định rằng là ngài là một vị đạo sư, là một người thầy chỉ đường cho tất cả chúng sinh. Chúng ta có đi hay không, chúng ta có theo hay không là việc của mình, chứ không có phải là mình nghĩ rằng là Đức Phật là một đấng siêu nhiên hay một đấng cứu thế, coi như là cầu được xin cho. Không phải như vậy. Mà Đức Phật ngài giác ngộ được cái chân lý của cuộc đời, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là con đường diệt khổ, và đây là con đường đi đến khổ diệt. Đó, ngài chỉ ra cho tất cả chúng ta thấy được cái điều đó. Cho nên ngài xác định rằng là các ngươi hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi.
Mình phải đi bằng đôi chân của mình, bằng trí tuệ của mình, bằng năng lực của mình, chứ không có lên ngồi đây mà nhờ tha lực. Đó. Ví dụ như các Phật tử cứ nghĩ rằng mình nhờ tha lực là mình cúng chẳng hạn, hay là mình cầu nguyện mà mình được no, có được không? Có được không quý Phật tử? Cúng mình ngồi mình cúng mãi, mình cầu cho được no, được cái bụng mình được no nè, được no cơm ấm áo nè, rồi được là giàu có nè, nhưng mà mình không chịu làm ăn, mình không có chịu làm điều lành, thì mình không có được. Đó, nhân quả tương ưng, nhân quả đồng thời, nhân quả dị thục, nó không có ngồi đấy mà chờ mình. Đó, kiểu như là ngồi chờ sung rụng là không có. Đó, cho nên Đức Đạo Sư, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài nói ta là người thầy chỉ đường cho các ngươi. Đó, ta là Phật đã thành, các ngươi, các con là Phật sẽ thành. Các con hãy tu đi, hãy làm điều lành đi, và hãy sống cho tốt đi, thì các con sẽ được cái phước báo an vui trong hiện tại cũng như là ở vị lai. Đó, Đức Phật nói như thế. Cho nên chúng ta hãy nhìn hình ảnh của Đức Phật. Cách đây hơn 2.000 năm về trước, Đức Phật là một người có thật. Ngài thể hiện ở cõi đời này, thuyết pháp, giáo hóa, độ sinh, cũng ăn, cũng ngủ, cũng quét nhà, cũng nhổ cỏ, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng tọa thiền giống như mình thôi. Đó, thế và Ngài đã chứng đạo và Ngài thành Phật, thì chúng sinh cũng như hàng đệ tử của Phật là muốn nhớ cái công hạnh của Phật và xin tạc tượng của Phật để thờ. Và bạch Đức Thế Tôn là tạng tượng Phật, tạng tạc tượng của Ngài để thờ, và thờ ở đấy gọi là chùa. Cho nên ngày nay chúng ta có chùa, chúng ta thờ Phật, chúng ta lễ Phật, là chúng ta nhớ ơn của Phật, và chúng ta phải biết tôn kính Phật. Và tôn kính Phật thì chúng ta phải hiểu Phật như thế nào thì chúng ta mới tôn kính. Phật nói rằng tin ta mà không hiểu ta thì hủy bán ta. Đức Phật nói rằng giáo pháp của ta giống như gì? Giống như ngón tay mà chỉ cái mặt trăng. Giống như là cái, ví dụ như cái tay thầy chỉ cái hoa hồng này đây. Đấy, đây là cái hoa hồng, các Phật tử hãy đi đến đây, chứ không phải đi đến cái ngón tay này. Cho nên kinh Tam Tạng, kinh điển giáo lý của Đức Phật, ngàn quyển kinh, muôn quyển sách, lời của Đức Phật dạy, đó là phương tiện chỉ bày cho tất cả chúng ta và mọi loài chúng sinh là phải hiểu được nhân quả nghiệp báo để chúng ta hành trì, chúng ta tu tập trong một cái cuộc đời này làm sao để được an vui và giải thoát. Đó, cho nên đầu tiên là chúng ta phải nhìn hình ảnh Đức Phật là đấng đạo sư, là người thầy dẫn đường cho mình. Đó. Thứ hai là mình nhìn hình ảnh Đức Phật là gì? Đó. Ngài là một vị lương y. Đó, một vị lương y. Tức là Đức Phật là một đại y vương. Một đại y vương. Tức là y là gì? Y là thuốc. Vương là vua. Một vị thầy thuốc rất là giỏi, như là một vị vua trong các loại, trong các cái thứ phương thuốc chữa bệnh. Đó, chữa bệnh cả tâm bệnh và thân bệnh. Tại sao mà mình bị bệnh nhiều? Các Phật tử biết không, người mà bị bệnh nhiều là do cái tâm của mình 2/3. Cái thân này là thân vật lý. Cái thân vật lý này ấy, là nó phải chịu sự chi phối của sinh già bệnh chết của gì? Của tứ đại đất nước gió lửa mà hợp thành. Cho nên cái thân vật lý này của chúng ta nó không có dài lâu được. 100 năm trở lại là một kiếp người. 100 năm trở lại là một kiếp người. Nếu mà ai sống thọ hơn thì hơn 100 năm một tí. Cho hiếm có ai mà sống được 200 năm. Bành tổ cái sống lâu đi chăng nữa rồi cũng chết, chứ không có sống mãi được, không có lột da sống đời được. Đó. Mà chúng ta, mà cái tâm của mình mà sở dĩ là mình bị nhiều bệnh là do cái tâm của mình. Cái tâm của mình là sân si nè, phiền não nè, khổ đau. Cho nên là các vị thấy ví dụ như là ai mà
trong cái tâm của họ có nhiều những cái nỗi buồn u uất, những cái nỗi khổ đau. Những cái nỗi khổ đau ấy nhiều ấy, thì các vị nhìn thấy họ rất là khắc khổ, nhìn họ rất là khắc khổ, và cái tâm niệm là hay sân, sân si, bực bội. Cho nên là thưa quý Phật tử, chúng ta sáng ngày ra các vị ngủ dậy nha, gọi là thức dậy là miệng mỉm cười, quán tưởng hôm nay là 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Ngày xưa thưa quý vị là các ngày xưa thầy còn bé, các hòa thượng, các cụ dạy là khi mà con ngủ dậy á, thì mỗi một sáng ra là con cứ ra trước cửa chùa nè, con nhìn tất cả mọi người và con hãy phát tâm bồ đề. Mỗi một ngày là con hãy rải 6 lần, rải cái tâm từ bi 6 lần. Hòa thượng Thượng Động Hạ Minh là ngài tuyên luật sư ở trong thành phố Nha Trang đó. Ngày xưa thầy học cụ còn bé, cụ ngày xưa thầy còn bé thì học cụ dạy đó. Cụ dạy, cụ bảo là mỗi một ngày con hãy cố gắng con rải cái tâm từ bi 6 lần. Để làm gì vậy? Để con tập cái nuôi lớn cái tâm từ bi. Cho nên quý vị chứ, mà tập ấy, người nào mà tập cái tâm từ bi như vậy á, tức là mình rải lòng từ bi, mình phải luyện tập mới được, chứ không phải khi mình có sự việc mình mới dùng á thì nó ít lắm. Mình quán tưởng là gì? Những người đang ở ngoài đồng ruộng kia, họ đang là dầm mưa dãi nắng, họ đang vất vả cực nhọc, họ đang cày cấy, họ đang lao lam lũ làm lụng, họ rất là vất vả. Mình khởi cái tâm thương của họ, thương họ. Rồi mình khởi tâm gì? Những người say rượu kìa, đang đánh nhau hoặc là đang làm những cái điều ác, mình cũng thương họ. Mình rải cái tâm từ bi như vậy. Còn các Phật tử chúng ta, ví dụ người ta rải cái tâm từ bi đối với ai? Đối với chồng mình, đối với con mình. Ông chồng tôi ngày xưa thì rất là dễ thương, phải không? Khi các Phật tử mà mới yêu nhau thì thấy ông chồng của mình là đẹp lắm, đúng không? Hả các bạn? Đúng không? Thấy ví dụ như bà Hiệp là thấy ông Duy là rất là đẹp, rất là dễ thương. Phải. Nhưng mà bây giờ già thì sao? Khó tính nè, hay sinh ra những các cái điều gọi là rất là khó chịu. Vợ con có khi là không chịu được nổi. Hay là ngược lại, ông nhìn thấy bà cũng vậy. Cho nên là mình hãy khởi cái tâm từ bi. Đấy là mình thương chồng mình. Bây giờ tuổi cao sức yếu rồi, bệnh tật nhiều, cho nên là nhiều lúc là hay cấu gách, khó chịu. Nấu cơm ra ăn thì chê ngon, chê dở, rồi không thèm ăn. Hoặc là sớm giờ cũng nói mà muộn giờ cũng nói. Mình khởi tâm từ bi đối với người ngay trong nhà mình đó. Đấy là Phật dạy mình khởi cái tâm từ bi. Khi mà cái tâm từ bi của mình nó rộng lớn ấy, thì tự nhiên là mình mọc ba đầu sáu tay ra, khó khăn cỡ nào mình cũng giúp được. Còn nếu mà cái tâm từ bi của mình mà nó bé tẹo lại ấy, nó khó tính hoặc là nó nhỏ mọn ấy, thì bây giờ có dễ đi chăng nữa cũng biến thành khó, mà cái việc khó thì cũng biến thành dễ. Đó, cho nên thưa quý Phật tử như thế, chúng ta hãy khải khởi cái tâm từ bi, bao dung, độ lượng. Nếu ai làm gì có lỗi với mình hoan hỷ, bao dung, nhắc nhở, chỉnh sửa. Nhưng mà không được nói xấu sau lưng nha. Không nói xấu sau lưng, nên góp ý trước mặt. Cái gì không vừa lòng mình nên nói trước mặt, không nên nói sau lưng nói xấu. Là ai mà nói xấu là cái nghiệp xấu. Đời đời kiếp kiếp là sinh ra là gì? Phật nói là không có lưỡi hoặc là miệng luôn luôn lở lét. Rồi là các cái tướng xấu nó sẽ hiện lên. Cho nên là ai cũng thích là gì? Đẹp, sắc đẹp nè, sống lâu nè, thành tựu mọi công việc. Đó là cái điều mà ai cũng mong. Mà muốn như thế thì chúng ta phải tạo cái duyên lành, cái phước báo. Thế thì thưa quý vị, Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Cho nên trong người của mình ai cũng là một vị Phật cả. Và Đức Phật nói là mình nhìn Đức Phật là ngài là một vị đại lương y. Thế thì thưa quý vị á, có một lần
Đức Phật ngài thấy một tỳ kheo đệ tử của ngài bị ốm mà không có ai chăm sóc, nằm cả ro ở trong tịnh thất ấy, trong hương thất, ốm nặng lắm. Thế thì Đức Phật ngài mới đích thân, ngài mới đến, ngài mới chăm sóc, ngài múc cháo, rồi ngài an ủi cho đệ tử ăn để mà vượt qua cái cơn ốm đau bệnh tật về cái thân vật lý này. Thì Đức Phật mới nói rằng là: này các tỳ kheo, các con không còn mẹ cũng chẳng còn cha để mà chăm sóc cho các con, bởi vì các con đã đi xuất gia rồi, đã từ bỏ gia đình và rời xa thế tục. Cho nên nếu mà các con không có tự chăm sóc cho mình hoặc tự chăm sóc cho nhau thì các con còn chăm cho được ai? Và nếu các con muốn chăm sóc cho Như Lai thì các con hãy đi chăm sóc cho những người đang ốm đau bệnh tật đấy. Đó. Cho nên thưa quý vị, Đức Phật ngài là một vị thầy mà ngài rất là thương chúng sinh, thương đệ tử. Một lần ngài đến thăm đệ tử và ngài dạy như vậy. Cho nên là chúng ta ai cũng có cái thân bệnh, và cái tâm của mình mà mạnh khỏe, cái ý chí của mình mà kiên cường thì chúng ta sẽ không còn bệnh nữa. Cái tâm mà khỏe mạnh thì cái thân có bệnh hay chăng nữa nó cũng vượt qua, đúng không quý vị? Nhiều người mà bị bệnh ung thư ấy, mà người ta suy nghĩ nhiều, người ta sợ chết thì người ta chết nhanh lắm. Mà những người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhưng mà cái tâm của họ nhờ cái định lực họ tu hành, cho nên là họ sống an lạc. Họ coi cái thân này nó là cái thân giả tạm. Trong kinh tổ có nói rằng là sinh thì như là đắp cái chăn lông, tử thì như cởi cái áo hạ. Có nghĩa khi mình sinh ra đời thì giống như mình đắp thêm một cái chăn mới, nhưng mà khi mình chết đi thì giống như mình cởi bỏ cái quần, cởi áo hạ là cái quần đó. Tổ dạy như vậy, Phật dạy như vậy. Cho nên chúng ta hãy quán niệm. Và cuộc đời người của mình ấy, mình sống ngắn ngủi lắm, 100 năm, nhưng mà khó mấy ai được 100 năm, khó mấy ai được 100 tuổi. Các vị thó có cái bài hát gọi là 60 năm cuộc đời ấy, thì có khi là bây giờ mình là coi như là gần đến 60 năm là sắp sửa kết thúc cuộc đời rồi. Còn có người đã hơn rồi đó. Cho nên á, ngắn lắm. Mà trong vòng 60 năm nhá, thế thì á, là chúng ta là ngủ, nghỉ, ví dụ như một ngày nó có 24 tiếng, chúng ta ngủ một đêm 12 tiếng đúng không? Rồi ngủ trưa nữa. Ban ngày á, sáng làm 3 tiếng, chiều làm 3 tiếng. Nhưng phải tính ra cái thời gian là chúng ta ngủ nhiều đúng không? Có khi là 60 năm tuổi, nhưng mà anh ngủ mất 30 năm tuổi rồi. 30 năm anh đi ngủ, 30 năm anh làm việc. Có khi là 35 năm ngủ chứ không phải là 30 năm. Cho nên cái thời gian còn lại để cho chúng ta làm việc, chúng ta tu hay chúng ta làm những các điều lành ít lắm. Ít lắm. Và nó thời gian nó nhanh lắm. Mình cứ nghĩ rằng là mình còn sống lâu hay là cái đời còn dài, tương lai còn rộng. Các vị thường có nói thế, đời còn dài, tương lai còn rộng. Cho nên không chịu tu. Vô thường nó đến nhanh lắm. Đó, cho nên là thưa quý vị, Đức Phật là Đại Y Vương. Ngài là một vị thầy, thầy thuốc, chỉ đường cho chúng sinh. Cho nên nếu chúng ta không có chịu uống thuốc, không có chịu thưởng thức cái pháp vị cam lồ của Phật để chúng ta áp dụng, chúng ta tu hành trong cuộc sống gia đình của mình cũng như là trong đời sống xã hội và tất cả mọi nơi mọi lúc, thì chúng ta không chịu uống thuốc. Không chịu uống thuốc thì chúng ta bị bệnh thôi. Bệnh thì có rất nhiều bệnh, 84.000 căn bệnh của chúng sinh, nhiều lắm. Thế và Đức Phật không phải là một đấng siêu nhiên. Chúng ta hãy quán tưởng và hãy xem như thế. Đức Phật không phải là một đấng siêu nhiên là cầu được ước thấy. Dĩ nhiên chúng ta, Đức Phật nói là lòng tin là mẹ đẻ ra muôn vàn công đức. Chúng ta phải có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả và nghiệp báo. Nhưng mà không phải tin trong cuồng tín, và không phải nghĩ rằng Đức Phật là một đấng siêu nhiên, tất cả cái gì mình cứ khoán hết cho Phật là được. Không phải như thế. Ví dụ như là mình làm điều ác,
rồi á là mình á là không có tu hành gì cả, mình coi như là đi giết người cướp của, hay là đâm thuê chém mướn, hay là nói láo nói tục chửi bậy, rồi đi gây gỗ mất trật tự trong làng trong xóm vân vân. Thế nhưng mà mình cứ bảo là thôi cầu Phật cúng Phật là hết, không phải như vậy. Không phải là mình rửa tội là hết, không phải thế. Phật giáo không có rửa tội được. Sám hối, tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm mà diệt rồi thì tội liền tiêu. Tội tiêu tâm diệt thảy câu không, thế mới thật là chân sám hối. Chúng ta đi chùa sám hối, tụng kinh cũng vậy. Đó, cho nên thưa quý vị, Đức Phật không phải là một đấng siêu nhiên. Thế thì thưa quý vị, trong kinh có một lần là có một vị Bà La Môn, ngài hỏi Đức Phật là ai, thì Đức Phật mới nói rằng là ta như cái hoa sen đẹp dễ thương ở trong cuộc đời mà không nhiễm, ở trong bùn mà không nhiễm bùn nhơ nước đục, giữa đám bụi trần ta không có ô nhiễm một chút nào cả, đó ta là Phật vậy. Đức Phật trả lời, vị Bà La Môn hỏi Đức Phật là ai, ngài là lại là cái gì, thì Đức Phật mới nói rằng là ta giống như là một đóa hoa sen ở trong ao, trong bùn nhưng mà không nhiễm bùn, giống như là chúng ta, ngài đang ở trong trần tục mà không nhiễm trần tục, đó cho nên ta là Phật vậy. Đó, cho nên thưa quý vị như thế. Thế mà Đức Phật dạy chúng ta lễ Phật, đến với Phật chúng ta phải biết cái tâm cung kính và tùy thờ thuận. Cung kính nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta khi chúng ta đến chùa lễ Phật, hoặc đi đâu chúng ta nhìn thấy tranh ảnh tượng Phật, chúng ta phải chắp tay cung kính, phải thành kính. Và khi chúng ta lễ chúng ta phải là thành kính, chứ không phải là lễ cho suông, lễ qua loa, lễ cho lấy lễ. Cung kính tức là cung kính, tôn trọng, kính mến. Không có một cái chút lòng, một chút gì, cái tâm gì mà gọi là khinh bỉ hay là xem thường. Luôn luôn là ngưỡng, kính ngưỡng Phật, luôn luôn mến yêu Phật, là chúng ta cái tâm mình cung kính. Mà cung kính thì sẽ rất là có phước. Nếu mà các vị mà ví dụ như mình thấy tranh tượng Phật này, ví dụ như mình mua hương, rồi là ở trong cái hộp hương ấy, các Phật tử thấy không? Ở trong cái hộp hương là các vị là thấy có cái hình ảnh Phật này, thì chúng ta dùng xong chúng ta phải hóa đi. Rồi bây giờ là có một số các vị á, người ta là rất là vô ý hoặc là cố tình, người ta đã phá Phật giáo mình cũng không rõ, nhưng mà ví dụ như người ta in cái hình ảnh Phật vào trong những cái đôi giày, đôi dép, hoặc là những trong cái túi sách, hoặc là những cái đồ mà nó không trang trọng, đấy là hình ảnh phản cảm, là phải tội, không tốt. Đó, thì mình thấy những cái hình ảnh đó, mà Đức Phật là Đức Đạo Sư, là thầy của mình, mình theo Đạo Phật, tôn giáo mình thờ cúng là thờ Phật, ông bà cụ kỵ gia tiên tiền tổ nội ngoại của mình từ xưa đến giờ là thờ Phật, cúng Phật, cho nên mình thấy những cái hình ảnh đó mình cũng phải, mình phải biết cảm nhận đúng hay sai để mà mình có cái sự gọi là xem xét lại. Chứ mình không có phải a tòng a vua theo, mình không biết gì hết. Cho nên đó là không có được. Cho nên cung kính là mình phải biết tôn trọng, cung kính, và không bao giờ có một cái tâm khinh bỉ, xem thường là tổn phước. Thứ hai là tùy thuận. Tùy thuận có nghĩa là chúng ta bằng lòng, sống không có sai một ly nào, làm y như những lời Đức Phật dạy, cho nên gọi là tùy thuận. Đó, Đức Phật dạy người Phật tử của chúng ta muốn cung kính Phật, tỏ lòng thành kính với Phật thì có hai điều. Thứ nhất là cung kính, thứ hai là tùy thuận. Đó, tùy thuận tức là nghe theo, vâng lời, làm theo. Đó, thế thì thưa quý vị, Đức Phật ngài là luôn luôn sống một cuộc đời lành thiện, và những cái hành vi cử chỉ của ngài tất cả đều là giúp cho tất cả chúng sinh, và cho chúng ta là làm những cái hình mẫu, làm những cái gương sáng cho đời,
và cho chúng sinh noi theo. Cho nên hôm nay chúng ta là đệ tử của Phật, thì bây giờ mình làm chưa được 10 phần thì mình làm 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần, 5 phần, rồi dần dần ấy thì mình sẽ làm được 10 phần như Đức Phật. Và thưa quý vị, khi mình thành tâm cung kính Phật rồi thì mình rất là có phước. Vì sao như vậy? Vì Đức Như Lai là Ngài có đủ tín, tấn, giới, niệm, định, tuệ, Ngài có đủ hết. Cho nên khi chúng ta cung kính Phật là chúng ta rất là có phước. Mà chúng ta hủy bán, chúng ta coi thường là chúng ta tổn phước, tổn đức. Vì sao? Vì Đức Đạo Sư của chúng ta là Ngài đã tu từ vô lượng kiếp. Quý vị biết Đức Phật tu bao nhiêu kiếp không? Ngài tu 100 kiếp, 3 A Tăng kỳ kiếp, như là tam kỳ quả mãn kiếp tu lai. Tức là Đức Phật Ngài tu rất là nhiều, Ngài mới xả bỏ san tham, đoạn trừ phiền não, tất cả các lậu hoặc vô minh, ái thủ hữu, tất cả. Chúng ta là đang trên con đường thực tập, chúng ta tu mỗi một năm, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một tháng, mỗi một kiếp, chúng ta gieo duyên lành, chúng ta tu một tí, đời đời kiếp kiếp sau chúng ta rồi cũng sẽ thành Phật. Ví dụ mai kia là bà Hiệp là cũng sẽ thành một vị Phật hiệu là gì đó, rồi là bà Hồng cũng thế, thầy cũng vậy. Cho nên là chúng ta tu nhiều thì chúng ta nhanh thành Phật, mà chúng ta lười tu thì chúng ta phải trôi lăn sinh tử trong vòng lục đạo, kiếp này sang kiếp khác. Mà nếu dở nữa, không chịu tu nữa, mà làm tạo nghiệp ác nữa, thì là mình sẽ đầu thai vào trong sáu đường, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời người, Atula. Đó là sáu đường mà chúng sinh đi quanh quẩn ở đấy. Thế thì thưa với Phật tử, thế thì Đức Phật dạy cho chúng ta như vậy. Thế thì chúng ta khi mà chúng ta lễ Phật, cung kính, thì chúng ta phải biết cung kính Phật là qua sự là tùy thuận này, qua sự cung kính này. Rồi quý vị đi đến chùa lễ Phật hàng ngày, thì các vị cũng biết rằng là cung kính Phật là qua những cái cách mà mình lễ. Khi mà các vị lễ thì các vị phải lễ là gọi là ngũ thể đầu địa, tức là đầu này, cái đầu của mình này, hai tay này, hai chân, tức là hai cái đầu gối của mình phải gieo sát xuống đất, gọi là ngũ thể đầu địa, năm vóc gieo sát xuống đất. Chứ còn quý Phật tử mà lễ coi như nửa chừng ấy, ngóc lên, hoặc là lễ mà chưa có đụng ấy, thì như vậy là chúng ta chưa gọi là lễ chưa đúng, lễ chưa đúng. Chứ thì thưa quý Phật tử, ở trong theo Phật Quang Đại Từ Điển ở tập 3, sách Đại Đường Tây Phật Ký ở quyển 2, thì có nói rằng là năm vóc gieo xuống đất là trước hết là chúng ta phải quỳ gối bên phải, và toàn bộ gối chúng ta phải đụng xuống đất và gục xuống đất. Rồi cái cẳng chân và cái mu bàn chân của mình phải xẹp ra ở đằng phía sau. Thì là lễ, thì các vị phải lễ hạ thấp cái người xuống, hạ thấp cái thân mình, thân trước thân sau mình phải hạ thấp xuống. Tí nữa các Phật tử lễ thầy xem có ai lễ sai không. Cái là lễ là ngũ thể đầu địa, mà xin thưa quý vị là thầy có nhắc rất là nhiều lần rồi, nhưng mà có rất nhiều quý vị cũng còn lễ chưa có được, chưa đúng. Bây giờ mình là những người Phật tử nòng cốt, mình hay đi chùa, mình hay tụng kinh lễ Phật trong đạo tràng, mà mình không biết lễ thì làm sao mà mình hướng dẫn cho gia đình, cho anh em con cháu, hoặc là những người Phật tử khác người ta đến, làm sao mình biết hướng dẫn cho người ta lễ được. Và lễ như vậy gọi là đầu diện tiếp túc quy mệnh lễ. Khi các Phật tử lễ thì cái đầu của mình này, rồi hai cái tay của mình, hai cái đầu gối của mình lễ sát xuống đất, rồi xong mình phải quỳ im một lúc, chứ không phải là mình lễ chưa đụng chiếu, chưa đụng đất là mình lo mình ngóc đầu lên rồi. Nhiều các vị coi như là lễ chưa đụng đất là ngóc đầu lên nhanh lắm. Phải lễ nằm im, nằm im xuống dưới đất ấy, dưới chiếu ấy một lúc. Và mình quán tưởng là gì? Đức Phật đang ở trước mặt ta này, này. Và khi chúng ta lễ thì hai cái bàn tay của mình phải để ra đằng trước mặt, và khi mình lễ thì mình úp tay xuống, xong mình ngửa cái bàn tay lên, mình quán tưởng như là mình đang nâng đức Phật lên đó, thì mình mới có công đức. Và lễ như thế mới gọi là lễ đúng nha. Cho nên gọi là đầu diện tiếp túc quy mệnh lễ,
Rồi khi vào chùa thì quý vị phải đọc là mình đọc là gì? Nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sinh đắc vô ngại nhãn kiến nhất nhất thiết Phật, án mâu ni sa bà hà. Tức là khi mà con vào chùa thì con nguyện là cái mắt này của con nhìn thấy tất cả mười phương ba đời hết thảy chư Phật, và con được gì? Con được chứng cái pháp thân như Đức Phật vậy. Mỗi ngày một ngày mình phát nguyện như vậy, và mình làm như Đức Phật, mình sống và mình làm như Đức Phật, rồi mình sẽ được thành Phật. Thế thì thưa quý vị, ở trong kinh Hoa Nghiêm thì có nói rằng là khi mà chúng ta lễ lễ Phật, lễ Tam Bảo, năm vóc gieo sát xuống đất, thì chúng ta sẽ tỏ cái lòng thành kính đối với chư Phật. Đối với chư Phật, khi mà cái gối bên phải sát xuống đất thì nguyện cho tất cả chúng sinh được cái đạo chính giác. Cái gối chúng ta sát xuống đất thì chúng ta nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thành chính giác, tức là đều được thành Phật. Khi mà cái gối ở phía bên tay trái sát xuống đất, thì mình nguyện cho tất cả chúng sinh là không có khởi các cái tà kiến ngoại đạo, và tất cả đều an trụ trong chính giác, trong giáo pháp của Đức Phật. Khi mình lễ là mình phát nguyện như vậy. Cái chân phải mình đụng xuống đất, mình phát nguyện thế. Chân trái đụng xuống đất, mình phát nguyện như thế. Rồi khi cái tay phải mình đụng xuống đất thì mình phát nguyện rằng là Đức Thế Tôn ngồi trên tòa kim cương, đại địa rúng động, hiển bày tướng lành, chứng nhập Bồ Đề. Khi cái tay phải mình đụng xuống đất là mình phát nguyện là Đức Thế Tôn đang ngồi trên tòa kim cương, nhập vào đại định, và Ngài là hiển bày cái tướng lành để cho chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta đỉnh lễ. Chúng ta quán tưởng như thế chúng ta mới có cái phước lành. Tam giới do tâm, vạn pháp do thức. Cho nên do cái tâm của mình, nếu cái tâm của mình mà thanh tịnh trang nghiêm, mà quán chiếu, mà biết như thế, thì cái phước của mình tăng cao. Thứ tư là gì? Khi tay trái mà sát xuống đất ấy, thì nguyện cho chúng sinh là xa lìa ngoại đạo, xa lìa ngoại đạo, khiến cho họ vào chính đạo. Tức là những ai mà đang đi lạc đường, đang đi theo tà ma ngoại đạo, thì chúng ta đều nguyện cho họ đi hướng vào chính đạo, vào con đường đúng của Đức Phật dạy, không mê tín dị đoan, không có tà kiến. Không tà kiến. Ở đây có ai đi xem bói không? Xem bói này, gọi hồn này, nhập đồng, nhập cốt, nhiều lắm, đúng không? Thấy ở đây, gần đây đang có một nhà, nhưng mà thôi không nói. Đối sơ là các Phật tử biết rồi, đúng không? Cho nên là thưa quý vị, mình cứ đi theo đúng đạo mình tu. Còn ai người ta làm không đúng thì kệ. Nếu mà mình có tâm, có trí, có duyên, thì mình khuyên bảo người ta được là cái tốt, mà không được thì đó là cái nghiệp của họ thôi, cái duyên của họ thôi. Đó. Thế thì thứ năm á, là Đức Phật nói là khi cái đỉnh đầu mà sát xuống đất thì phát nguyện rằng là nguyện cho tất cả chúng sinh lìa tâm kiêu mạn, đều được thành vô thượng chính đẳng chính giác, gọi là thành tiểu kiến vô tướng đỉnh. Kiến vô tướng đỉnh tức là thành tiểu quả Bồ Đề. Do nên khi mà chúng ta lễ là chúng ta phát nguyện như vậy, là chúng ta được phước, mà chúng ta được cái trí tuệ. Thế và Đức Phật dạy á, khi mà mình cung kính Phật rồi mình đỉnh lễ Phật như vậy, thì mình sẽ có, ở trong kinh Đức Phật nói là sẽ có thành tựu được năm cái công đức. Năm cái công đức. Thứ nhất là gì? Khi chúng ta lễ Phật, chúng ta thấy cái dung mạo của Đức Phật, tướng của Đức Phật rất là đoan chính, trang nghiêm, tốt đẹp, và sinh cái tâm hoan hỷ, thì nhờ cái công đức như vậy mà được cái phước báo là đoan chính. Đời đời chúng ta sinh ra, chúng ta được cái phước báo là xinh đẹp. Các Phật tử ra chùa thấy, nhìn thấy Đức Phật có đẹp không? Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nè, Đức Địa Tạng Vương nè, Đức Hộ Pháp nè, các vị thấy có đẹp không? Đẹp, đúng không? Khi mình thấy Đức Phật đẹp, Ngài có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chúng ta đây là chúng ta còn phàm phu,
chúng ta chưa có đủ, chưa đủ. Nhưng mà chắc chắn tất cả mọi người ai cũng có, ai cũng có một số tướng đẹp, một số tướng tốt. Chúng ta được cái phước là gì? Đầy đủ lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, tay chân, mắt, mũi, tinh khôi, vẫn nhìn thấy đường đi, vẫn nhìn thấy kinh để đọc, rồi vẫn ăn cơm được, vẫn đi từ đây ra chùa, từ chùa vào nhà, hoặc là đi chơi, đi đâu chúng ta cũng đi được. Đó là chúng ta được cái phước báo là đầy đủ lục căn. Rồi là gì? Có trí tuệ, thông minh, học giỏi, sáng suốt. Đấy là được cái phước báo. Rồi được cái phước báo gì? Nói cho người ta nghe, chồng mình nghe, con mình nghe, bạn bè hàng xóm nghe, tin những cái lời của mình. Đó là chúng ta cũng được cái phước báo. Thế còn 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt thì chúng ta cũng chỉ có được vài tướng. Nếu mà người nào có được nhiều tướng tốt và nhiều vẻ đẹp như Đức Phật thì người đó là được cái phước nhiều và được cái tướng đẹp nhiều. Cho nên thưa quý vị, khi chúng ta vào chùa, chúng ta lễ Phật, chúng ta thấy Phật đẹp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân tướng của Đức Phật do cái công đức tu hành từ vô lượng kiếp lâu xa mà tích tụ vào một cái thân của Ngài, gọi là thân kim cương, thân không có hủy hoại. Cho nên là chúng ta thành tâm đỉnh lễ cung kính Phật thì chúng ta được cái phước báo đời đời kiếp kiếp. Chúng ta sinh ra đời, chúng ta được cái phước báo là thân tướng đoan chính. Đó, cho nên trong kinh Đức Phật dạy chúng ta cung kính mà lễ Phật thì chúng ta được cái phước báo như thế. Đấy là phước báo thứ nhất. Tác giả Chu Long có làm bài thơ nói là gì? Vào chùa lễ Phật tụng kinh, ban cho minh dạ âm, ban cho minh dạ thanh tâm, thanh bình, cầu cho thế giới nhân sinh cuộc sống hạnh phúc, gia đình ấm yên. Tức là vào chùa lễ Phật tụng kinh, ban cho minh dạ thanh tâm, thanh bình. Tức là lễ Phật tụng kinh là Phật ban cho chúng ta được cái minh tâm kiến tính, cái thân của mình được thanh thanh bình, được nhẹ nhàng, được thoải mái, được thảnh thơi. Ở nhà xem phim một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh lắm. Đi chùa lễ Phật tụng kinh nghe pháp, chúng ta được phước. Và thứ hai là gì? Khi mà lễ Phật thì xưng danh hiệu Phật, nhờ cái công đức niệm hồng danh của Phật mà được lời hay tiếng đẹp. Cho nên quý Phật tử chúng ta muốn mà mình được cái phước báo, mình có cái lời hay, cái giọng âm thanh hay, ví dụ như các ca sĩ á, các ca sĩ người ta hát hay, người ta hát hay thì nhờ gì? Nhờ từ nhiều kiếp người ta cũng có tu đấy, chứ không phải tự nhiên mà được đâu quý vị ạ. Không phải tự nhiên mà được. Hoặc là một số chư tôn đức các ngài, các hòa thượng, chư tôn đức tăng ni, rồi một số những các quý Phật tử, những các bậc lãnh đạo, khi người ta cầm mic này nè, người ta nói oang oang, cái tiếng gọi là Đức Phật nó là cái tiếng nói nó như là tiếng rống của sư tử, tiếng nói của con người nó như chuông vang, nó như chuông vang, nó như là sư tử hống. Như thế là cái tiếng nói gì? Âm thanh tốt. Và đời đời trước kiếp trước người này có tu, tu như nào? Có tụng kinh nha, có xưng tán Phật, có niệm hồng danh của Đức Phật, có trì chú. Đó, cho nên là quý Phật tử chúng ta ngày nay các vị đi chùa nè, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tọa thiền là các vị đang xưng tán hồng danh của chư Phật. Vào chùa thấy hình tướng Phật trang nghiêm, đỉnh lễ, có phước nha. Tụng kinh, niệm Phật, trì chú, xưng tán hồng danh của Đức Phật thì đời đời kiếp kiếp mình sinh ra đời được cái âm thanh tốt, cái giọng mình hay, hát hay, kể chuyện hay, nói chuyện hay. Các vị thầy giáo, các vị học sư phạm ấy, thì ai mà không có trình độ sư phạm là không giảng được, không nói được. Hoặc là người mà không có cái giọng ấy thì nói người ta không nghe được, gọi là không có tròn vành rõ chữ, người ta không nghe được. Rồi là đâu có phải ai cũng cầm mic để hát được, hoặc là ai cũng cầm mic để nói chuyện được. Cho nên thưa quý vị là như thế. Mình muốn được cái phước báo, được âm thanh tốt, và đời đời được tiếng tốt,
bền xa, được nhiều người khen ngợi, thì là mình phải chịu khó tu. Tu thân, tu khẩu, tu ý. Thân thì không có sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu thì không có nói láo, nói dối, không có lưỡng thiệt ác khẩu, không nói lưỡi đôi chiều, không nói đâm bị thóc, thọc bị gạo, không nói lời thêm bớt. Đấy, ý là không tham, không sân, không si. Tức là 10 nghiệp lành chúng ta thực hành, chúng ta bỏ 10 nghiệp ác đi thì chúng ta được cái phước báo. Và thường xuyên tụng kinh niệm Phật, xưng tán hồng danh của chư Phật. Quý vị đến chùa tu cũng tốt, rất tốt. Vì sao? Ngôi chùa nó như là một cái ngôi trường học. Ăn cơm có canh, tu hành có chúng. Ở nhà mình á, là mình cũng có ban thờ Phật, mình tịnh tụng kinh, trì chú, ngồi thiền. Ví dụ như đây là thầy thấy có bà Đàm đâu à? Bà Đàm có đây không? Đấy, bà Đàm mà rất siêng tụng kinh, quý vị. Thầy đi vào nhà thăm mấy lần là đều bà trên lầu tụng kinh. Nhà như một cái hương thất ấy, một cái tịnh thất rất tuyệt vời. Tám thánh công đức đạo tràng, cho ba ông chàng vào tay. Đấy, tụng kinh rất là có phước, trì chú niệm Phật có phước nha. Cho nên là bà Đàm tu là mai kia kiếp sau là bà Đàm sẽ rất là đẹp, đúng không? Các Phật tử ở đây, các vị có hay nhà nào hay tụng kinh ở nhà xem nào, giơ tay xem nào. Đồng chí Hương, bà tên bà gì? Bà Thanh Hồng nữa. Đấy, giỏi quá. Đấy, tháng 30 ngày luôn. Đấy, chịu khó nhá. Đấy, tán dương công đức quý vị. Quý vị cố gắng ở nhà mình, mà ví dụ như mình khó khăn hoặc là không có điều kiện mình lập cái ban thờ to thì ban thờ bé cũng được. Rồi mình rước một pho tượng Phật, ai không có tượng ra đây nói thầy sẽ cúng dường tặng. Đấy, quý vị mang một tượng Phật nhỏ đặt ở nhà. Ví dụ như ở chùa thì cứ 5 giờ chiều là cảnh sách niệm Phật, hoặc là 5 giờ sáng. Mà mình muốn ở nhà mình tu mình hành trì á, thì cái giờ tốt nhất là gì? Từ 4 đến 6 giờ sáng là chúng ta hành trì tu tập. Thứ nhất là không mất thời gian để mình phải nghỉ việc làm. Thứ hai nữa là gia đình lúc đấy thì có thể cũng tập dạy tập thể dục được rồi. Và nếu mà trong nhà mình á, mà ví dụ chồng mình khó tính này, hoặc ốm đau bệnh tật, hoặc là con của mình á, mà nó không có chịu được ấy, thì mình đừng có gõ mõ. Mình dở kinh ra mình đọc, mình hành trì, mình đọc bằng mắt thôi. Hoặc là mình có gõ mõ thì mình gõ thật nhẹ thôi, thật nhỏ thôi, gọi là trì kinh. Mình không có gõ mõ đọc to thì gọi là trì kinh, mà mình gõ mõ thì gọi là tụng kinh. Mình đọc thầm thầm trong tâm gọi là niệm Phật. Không sao cả. Đâu phải nhất thiết là mình cứ gõ mõ thật là to, mình tụng cả nhà cùng nghe là gọi là mình tu. Còn mình không có đọc to thì mình không tu. Không phải như vậy. Nhiều khi á, cái giờ đấy chồng, ông chồng mình ông đang ngủ, ông đang bị bệnh, hay con mình, cháu mình nó đang bé, nó mới sinh con, mình lại gõ chuông gõ mõ oan, thế là nó không ngủ được, nó dậy nó khóc, nó la ôm sùm lên. Thế là xong rồi nó phiền não, nó bực bội bà nội. Bữa nào bà nội cũng gõ chuông gõ mõ to quá, thế là cháu nó cũng phiền. Nó phiền thì mình, cái phước của mình nó giảm đi một ít. Mình làm thế nào mà mình phải hóa độ trong gia đình nhà mình. Con cháu mình nó thấy mình, bà rất là làm siêng tu, ông rất là làm siêng tu, thế là nó khởi tâm bồ đề, nó tụng theo, nó đọc theo. Bà ơi, bà cho cháu hôm nay bà cho cháu đọc kinh với, đọc chỗ nào. Như thế mới gọi là người hay nha. Mình làm thế nào trong gia đình nhà mình, gia đạo nhà mình phát tâm bồ đề quy hướng Phật hết mới gọi là hay. Chứ còn một mình tu hay là mà nhà mình mà chống đối là vẫn chưa được ấy. Cái nghiệp vẫn nặng đấy. Cho nên thứ hai là lạy Phật nè, xưng danh hiệu Phật, nhờ công đức niệm hồng danh của Phật mà chúng ta sẽ được gì? Lời đẹp, tiếng hay. Đó, điều thứ hai là cái phước đức mà chúng ta cung kính Phật. Thứ ba là lạy Phật, học Phật theo hạnh của Như Lai mà bố thí lớn, rải hoa, đốt đèn và bố thí những các vật khác. Nhờ cái công đức đó mà chúng ta sẽ được giàu có. Cho nên chúng ta cung kính Phật qua cái hình thức gì? Qua cái hình thức mà chúng ta biết cúng dường, bố thí. Ví dụ như các Phật tử đi đến chùa, các vị mua hương, mua hoa, mua nến, mua mang gạo, mang dầu,
cúng Phật, hoặc là cúng tịnh tài để xây chùa, tạc tượng, đúc chuông. Tất cả những thiện sự, những việc Phật sự trong chùa, trong tam bảo, hoặc là mua cái mít này nè để cho thầy tụng kinh, hay là mua cái kiển này nè để rước, để cúng, cái chuông này để đánh, để tụng kinh. Tất cả những việc trong chùa, kể cả từ thượng trù hạ táo, từ trên tam bảo tới nhà bếp, chúng ta công đức cái gì cũng phước đức như nhau. Trong chùa cái gì cần, tam bảo cái gì cần chúng ta cúng. Ở ví dụ như cúng máy quay phim, đấy là một vật trong tam bảo để chúng ta làm truyền thông. Hay là cúng âm ly loa đài đó, để chúng ta tụng kinh mọi người nghe được nhiều, chư thiên nghe và mọi người là đọc không có mệt, không mất hơi, không mất sức nhiều. Đó là chúng ta có phước. Cho nên thưa quý vị, đó gọi là chúng ta phát tâm. Phát tâm là nhờ cung kính Phật, thấy hình tượng của Phật mà phát tâm bồ đề, mà rải hương hoa, dâng đèn nến để cúng dường. Cho nên là đời đời kiếp kiếp chúng ta được cái phước là gì? Giàu sang, phú quý, được giàu sang, được có của ăn của để, là như vậy. Thứ tư là khi chúng ta cung kính Phật, chúng ta biết lễ Phật, và với cái tâm của mình buông xả, không có chấp ngã, và triệt tiêu cái ngã mạn, nhờ đó mà chúng ta sẽ được sinh vào trong trong nhà tôn quý, trong dòng tôn quý. Tôn quý nghĩa là thế nào? Có phải đại gia hay sao? Các Phật tử định nghĩa xem tại sao gọi cái nhà đấy là nhà tôn quý. Các vị có thường nghe câu đấy không? Có, đúng không? Tôn quý tức là cái nhà để có nề nếp gia phong, làm ăn thành đạt, con cháu đề hề, được dân làng, được mọi người kính mến trọng vọng, gọi là tôn quý. Ví dụ như là trong Phật tử của chúng ta có nhà thì là bố làm quan, ông nội làm quan, bố làm quan, con làm quan, cháu cũng làm quan. Nhưng mà nhà đó ấy, là sống là gì? Tứ đại đồng đường, tức là bốn thế hệ người ta đều ở trong một cái nhà đó, đều hòa hợp an vui, không cãi nhau, không có tranh giành đất đai ruộng vườn nhà cửa xe cộ. Đó, như thế đó là nhà tôn quý. Ngoài ra chúng ta có, họ có được của cải giàu sang, được mọi người kính nể, không phải vì áp đặt vì quyền lực hay vì tiền tài để cho người ta kính nể gọi là tôn quý đâu, mà họ được có cái phước đức, họ biết tu, họ biết sống, họ biết khéo sống. Như trong kinh Thiện Sinh Phật dạy là cái kinh khéo sống đó. Cho nên thưa quý vị, đó là cái công đức thứ tư mà chúng ta được cái kính, nhờ kính lễ tôn kính Phật. Cái công đức thứ năm là gì? Khi mà chúng ta lễ Phật, chúng ta chí thành chí kính, thì tội sẽ tiêu trừ và phúc sẽ tăng trưởng. Và sau khi xả báo thân này, chúng ta sẽ sinh về cõi lành, đấy, không có đọa vào trong ba đường ác. Cho nên thưa Phật tử, khi mà chúng ta lễ Phật ấy, chúng ta cung kính Phật, chúng ta được cái phước báo là chúng ta được như vậy, rất là tuyệt vời. Cho nên có nhà thơ nói rằng là: mai về thế giới cửu tuyền, nếu muốn siêu thoát ưu phiền tội dương, sống đời trên kính dưới nhường, không gian dối biết yêu thương mọi người. Đó, ấy, cho nên là gọi là mai về thế giới cửu huyền, ngày mai kia là chúng ta đều chết, là về thế giới cửu huyền. Ông bà đấy gọi là quy tụ ấy, là đoàn tụ ông bà nha, đấy, đoàn tụ ông bà đấy. Nếu mà muốn siêu thoát thì là ưu phiền các cái nghiệp ở trong cái cua cõi trần này, bây giờ chúng ta hãy xả bỏ đi. Thế là thưa quý vị, Đức Phật dạy ở trong kinh là có những các cái lễ mà chúng ta cũng phải nên biết. Thứ nhất ấy, là ngã mạn lễ. Ngã mạn lễ tức là cái người này đi lễ Phật nhưng mà cái tâm rất là ngã mạn, cái tâm rất là ngã mạn, không có cung kính, không có cung kính, và lễ Phật thì cũng không có gieo đầu sát xuống đất, dễ coi như là
rầm 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 ấy, mà giống như là chày giả gạo ấy, thế thì là gọi là ngã mạng lễ. Cho nên chúng ta ngã mạng lễ là không có phước, không có tốt. Cũng thì đi lễ đấy, nhưng mà phúc không có. Phúc không có. Vì sao? Vì tâm không có công kính, cung kính. Cho nên chủ yếu là cái tâm. Cái tâm của mình dụng tâm ấy, cung kính thì mình rất là có phước. Thứ hai là gì? Thứ hai gọi là hòa sướng lễ. Sướng hòa lễ có nghĩa là khi mà thấy người ta đến thì mình lễ nhanh vào. Ví dụ như là các vị thấy thầy về chẳng hạn, thì là lễ vội lễ vàng. Không mà thấy thầy đi thì không lễ nữa. Các chú tiểu ấy, các chú tiểu chuyên gia như thế. Đấy. Ví dụ như nha, thấy coi như là biết là tí nữa 5 giờ là thầy về đấy, cho nên là vội vàng mặc áo lên chùa, hoặc là lên nhà tổ gõ mõ thật là to, nhưng mà không có đọc gì hết trọi trơn, lười biếng đọc. Rồi là vội vàng lễ, xong rồi thầy mà đi chỗ khác thì không lễ nữa. Đó. Cho nên Đức Phật nói đây là gì? Hòa sướng lễ. Cái lễ này là không có tốt, cho nên chúng ta không có dùng. Có 7 cách lễ ở trong chùa, trong nhà Phật. Thứ nhất là ngã mạn lễ, chúng ta lễ với cái tâm thành kính chứ không phải cái tâm ngã mạn khinh người. Đó. Không có kính Phật trọng tăng mà chúng ta lễ không có phước. Ví dụ như có nhiều người á, nhà thì thờ Phật nhưng mà là sắm miệng chửi chư tăng. Đấy. Thế thì thưa quý vị là thờ làm gì? Không có kính Phật trọng tăng, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Mình biết thế nào mà mình chửi? Mình nguyền rủa những người có tội cũng như những người vô tội, phàm thánh đồng cư, mình biết sao được? Cho nên thưa quý vị, thấy người ta nói gì cũng a tòng a vua nói theo, chửi theo. Việc lành thì không tu, việc hay thì không nói, nhưng mà chỉ sắm miệng làm cái loa phóng thanh đi nói thuê là đi rêu rao những điều xấu. Gọi là hủy bán tam bảo, là tội đọa địa ngục. Và kể cả những người tốt mình cũng không nói xấu người ta. Ví dụ người ta làm tốt hơn mình, giỏi hơn mình, đẹp hơn mình, thành công hơn mình, mình không được, mình không bằng, thì mình lại tức, mình ganh, mình đi mình nói xấu người ta. Mình hủy hoại thanh danh của người ta, mình tìm mọi cách. Đó là cái tâm ác độc, tâm tiểu nhân. Mà cái tâm đó nó tạo ra cái nghiệp lành, nó tạo ra cái nghiệp ác, thì chắc chắn đời đời kiếp kiếp sau anh sẽ gặp cái nghiệp ác. Cho nên là mình đừng có dạy. Không có dạy. Mình làm được cái gì thì mình cố gắng. Nếu mình không làm được, mình thấy người ta làm tốt, Đức Phật gọi là tùy hỷ công đức. Sao gọi là tùy hỷ? Tùy hỷ công đức có nghĩa là gì? Có nghĩa là thấy người ta làm mà mình vui theo, mình hoan hỷ theo. Ví dụ như thấy cô Hương chẳng hạn, hay là ví dụ như thấy bà Hiệp chẳng hạn, thấy thầy về là la trảy một mớ ổi mang ra biếu chùa, mang ra tặng cúng dường. Thế nhưng mà một người khác thì thấy là không ưa, lại có cái tâm nghĩ xấu, nghĩ ác người ta, hoặc nói xấu, nói ác là bà, cái bà đấy là chuyên gia nịnh mót, rồi cái bà đấy chuyên gia lấy lòng thế nọ thế kia. Như thế là không tốt. Mình thấy người ta cúng dường, mình không cúng dường được thì mình hoan hỷ, mình vui vẻ, mình bảo Phật tử làm đi, bà cố gắng bà làm đi, tốt đấy, tám dương công đức bà đấy, mai kia cứ mang ra nữa đi nhé. Thì cũng vì một lời câu nói như thế mà mình tán dương công đức người ta là mình được phước. Cho nên Phật nói rằng tùy hỷ công đức, báp giả tùy hỷ công đức. Cho nên tùy hỷ, mình thấy người ta làm thiện mình vui theo, mình hoan hỷ theo là mình rất là có phước. Thứ ba là thân tâm cung kính lễ. Tức là khi mà chúng ta lễ Phật, cả thân và tâm chúng ta đều cung kính, đều thành tâm, chúng ta lễ không có biết mệt mỏi thì rất là có phước. Cho nên hai cái lễ đầu tiên gọi là ngã mạn lễ, hòa sướng lễ. Tức là lễ là mặt, là mày, làm cảnh, là dối trá là mình không có làm. Điều lễ thứ ba này này,
là thân tâm cung kính lễ, thì chúng ta nên lễ Phật với cái tâm này. Lên lễ Phật với cái tâm này, chúng ta sẽ rất là có phước. Cả thân và tâm đều cung kính, chí thành, chí kính. Và thứ tư là gì? Phát trí thanh tịnh lễ. Tức là khi chúng ta lễ Phật như vậy, chúng ta đạt được cái cảnh giới của Phật, tùy tâm hiện lượng. Chúng ta lễ một vị Phật, tức là lễ tất cả mười phương ba đời, hết thảy chư Phật. Cho nên gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Khi chúng ta thành tâm lễ một Phật Thích Ca, thì tất cả Phật A Di Đà, Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, rồi là Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương, Thế Chí, đồng hàng tất cả các ngài, là mình cũng lễ ở trong đó. Vì sao? Vì Phật một là tất cả là một. Khi mà Đức Phật đã thành Phật thì ngài là cái tính giác của chư Phật, nhất như là một. Cho nên trong nhà của quý vị cũng vậy, quý vị thờ một Đức Phật A Di Đà trên ban thờ, hay là một tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, hay một tượng Phật Bồ Tát Quán Thế Âm trên trong nhà của mình, mà mình thành tâm mình kính lễ với cái tâm thanh tịnh của mình, phát trí thanh tịnh lễ, tức là chúng ta khi chúng ta lễ như vậy là lễ mười phương chư Phật đều chứng tâm cho mình hết, không có thiếu một Phật nào. Cho nên đừng nghĩ rằng bây giờ con phải thờ Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Quan Âm Bồ Tát, Thế Chí vân vân, không phải như thế nha. Và thứ năm là biến nhập pháp giới lễ, tức là tự quán thân tâm và tất cả các pháp từ xưa cho đến nay không rời pháp giới. Phật và ta bình đẳng như nhau, nay lễ một vị Phật tức là lễ đồng tất cả mười phương chư Phật vậy. Thế thì gọi là biến nhập pháp giới lễ. Khi chúng ta lễ như vậy là cái tâm của mình nó hòa quang đồng trần tất cả pháp giới chúng sinh, cùng với ta cùng lễ Phật luôn. Hoặc là gia tiên, ông bà nội ngoại, những người thân của mình cùng lễ Phật luôn. Mình quán tưởng như thế là cái phước của mình họ tăng trưởng, họ tốt. Thứ sáu là chính quán lễ, tức là lễ Phật của tự thân, chẳng duyên tưởng đến Phật ở bên ngoài. Vì tất cả chúng sinh mỗi mỗi đều là có cái sự bình đẳng, là đều có Phật tính như nhau. Cho nên gọi là chính quán lễ. Mình và Phật là nếu mà mình tu sau này mình giác ngộ thì cái tâm Phật của mình và tâm của Phật đều như nhau. Cho nên là Phật nói rằng là gì? Mình và tất cả chúng sinh đều đồng đẳng như nhau. Phật nói ta và chúng sinh, cái tính giác, cái tính Phật như nhau. Cho nên là mình á, là một con người, thì cái tính Phật của mình nó cũng giống như là một cái con vật trong nhà mình cũng vậy, nó cũng có tính giác ở trong đấy, nó cũng có tính Phật trong đó. Mình phải quán tưởng nó đồng đẳng như nhau, cái tâm của mình không còn phân biệt, không còn chia rẽ bỉ thử hơn thua, không còn chê bai giàu nghèo xấu tốt, thì cái tâm của mình đó là cái tâm thành kính, cái tâm lễ như vậy rất là tốt. Thứ bảy là thật tướng bình đẳng lễ, có nghĩa là sáu cái cách lễ quán đó thì có cái tự tha, có hai thứ dị biệt duy, cho nên chỉ có cái phép này là không có cái dị biệt kia. Đây phàm thánh nhất như, tức là thật tính bình đẳng lễ, tức là tất cả mười phương ba đời chư Phật đều là có cái tâm bình đẳng thật tướng như nhau, tức là nó vượt lên cái tầm cao gọi là cái trí bát nhã. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đó, lúc đấy là các mình không còn phân biệt, không còn chia rẽ đẳng cấp hơn thua nữa. Cho nên thưa quý Phật tử, đó là bảy cái cách lễ mà ở trong Phật giáo, mà ở trong nhà chùa, mà Đức Phật dạy cho chúng ta như vậy. Thì là xin thưa quý vị, chúng ta là những người Phật tử tại gia, chúng ta hãy biết tôn kính Phật, và chúng ta hãy biết cách lễ Phật, tôn kính Phật qua sự hành trì, tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, làm các điều lành, và trong các cái nghi thức lễ Phật chắp tay, đi đứng nằm ngồi. Mình đến chùa mình cũng không nên nói to, không nên chỉ trỏ, không nên la hét bà này bà kia, không nên là quát tháo, mà tuyệt đối là không được mắng chửi, và không được là xô đẩy người ta, đấy là tổn phước mắc tội. Dù gì đi chăng nữa mình phải hết sức bình tĩnh, phải hết sức nhẹ nhàng, và phải hết sức là thận trọng. Đó, cho nên là mong các Phật tử chúng ta hãy cố gắng thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Mỗi ngày chúng ta học một ít,
mỗi ngày chúng ta tham cứu một chút, dần dần thì chúng ta sẽ thành một người rất là giỏi. Mình đi giao du những các đạo tràng khác, những các chùa khác, hoặc là mình đi bất cứ nơi đâu mình cũng biết được, mình biết được giáo pháp của Đức Phật. Thế là mình tu, mình làm việc, mình sống đúng, thế thì mình được mọi người kính mến, khen ngợi và tôn vinh. Đó, thế thì xin thưa quý vị, hôm nay xin chia sẻ đến quý vị một chút đôi lời về Phật pháp trong cái bài ý nghĩa tôn kính Phật của ngày hôm nay. Kính chúc cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, gia đình được cát bảo bình an, tinh tiến tu học, là một người Phật tử tại gia, luôn luôn là những tấm gương sáng trong gia đình của mỗi người, mỗi nhà, là những người hộ trì Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật.